Chào mừng các bác quay trở lại với kênh của em. Hôm nay em thanh lý mới đầu ha. 0933636126 là số điện thoại của em, liên hệ với em theo cái số đó. Hôm nay em thanh lý cho các bác mớ đồ nè. Lại quay thì trời lại mưa y hôm bữa. Em để lâu quá thôi thì em thanh lý đại vài xị cái cho các bác ha. Đầu tiên đi con này đi. Con này đang nằm lăn lóc nè, cua bô tè gì này, có chụp dịch nè. Cái bình xăng nó hồi lúc tháo tùm lum chả biết nó bao hơi cho các bác luôn. Bao hơi bao lửa luôn, cua bô tè này con này 300 đi ha. Bánh xét mà 300. Các bác cứ yên tâm đi, tiền ship bữa nay nó rẻ lắm. Em đăng ký được cái dịch vụ gửi nó nhiều, đâm ra giá ship nó dội xuống lại rồi. Thì cứ cụ thể thì cứ liên hệ em tạo đơn em báo cho. Nói chung nó rẻ lắm, hôm bữa em gửi đâu cả hơn tạ hay có 500-600 ngàn gì à. Nếu mà không có thu hộ thì hết khoảng 400 hay 4-500 gì á, nhưng mà có thu hộ thì bắt đầu là phí phí nó cộng vô khúc nó thành 600 á. Và cả tạ á. Đó, hôm nay thì có xem bán vậy nha các bác, mua cái lô này vui lòng chuyển khoản giúp em nha, em không cốt nha. Tại vì bán giá thanh lý rồi. Một cốt nữa thì thôi, nó hoàn về thôi thì bỏ luôn con máy khỏi lấy về lại lỗ thêm. Đó. Con đó 300 nè. Con này 500 nè, Kawasaki mới chặt cái dàn xịt hôm bữa về nè. Chả biết nó mấy ngựa nữa. Chắc 3 4 ngựa gì đó, Kawasaki nè. Bao hơi cho các bác, bao hơi lửa luôn, bao mồi xăng nổ luôn, tại vì cái này chả bao giờ nó hư hết á. Con chụp hình hình lại giúp em nha. 500 nè. Con này 700 đi, con này to đùng à. Con này 7-8 ngựa gì nè, Giang Ma 7-8 ngựa gì nè, 700 nha. Đó, dịch bình thường. Nói chung là cứ bao hơi lửa cho các bác thoải mái luôn á. Khỏi phải lăn tăn mấy cái đồ yêu này. Con này hình như nó bị sao rồi á. Thì bán xác đi, tính giá xác luôn nha. Không có bao, con này thì không có bao nha. Bao lửa thì bao, còn hơi không biết nó có xài được không nữa. Ủa hình như vẫn còn hơi đó. Nhưng mà nói chung là em bán xác thì em nói em bán xác để khỏi quay lại kiếm em ha. Không có bao nhiêu tiền thì quay lại nói em này kia mệt lắm. Con này coi như là đang dịch bình thường nè. Hơi chắc vẫn có đó. Nó vẫn còn nặng mà. Không có bình xăng thôi. Con này nó mà ngon lành cành đào thì cũng không rẻ đâu. Bán cho cái bác 700 luôn. Cho nó gọn nè. 700 Kubota này lớn nha. Không phải Kubota ấy đâu. Con này G170 67 ngựa gì đó. Các bác về lấy đồ lấy gì tùy các bác. Đó, không có sức đầu mẻ chén ở đâu đâu. 7 xị Kubota nè. Thằng 131 này. Nó có chụp dịch nha. Con này có chụp dịch nữa, hôm nào dục kia kìa. Bao hơi lửa luôn. Con này 1 triệu nha. Bao hơi lửa 131 nè. Đó. Bao hơi lửa 1 triệu. Có chụp dịch luôn. Máy xéo luôn. Kawasaki bao hơi lửa, bao mồi xăng nổ luôn. Con này 6-7 ngựa gì nè. 2 triệu nha các bác. Máy xéo nè. Đó, Kawasaki. Thằng khỉ này là thằng gì đây? Con này sao nó lại mất cái chụp dịch ta? Thôi thành tính xét luôn nha các bác, 700 luôn, cứ xét là 7 xị nha. AH17 bình xăng còn nè, cái chụp dịch đâu mất kêu rồi á. Quả như nó gãy dê nha. Quay nó lọc ngọc trong nè. 5 xị, xuống còn 5 xị luôn. 500 nha các bác. Đó, khỏi phải quay lại kiếm em chi cho nó đau đầu hết á. Về lấy cái gì, lấy bình xăng này, lửa củi gì. Nói chung là ngoại hình còn đẹp. Thấy nó lọc cọc rồi đó. Thằng Giang Ma này. Giang Ma bao hơi, bao lửa, bao nổ. Cái này thủng bình xăng này. Hôm bữa em gác cho ông nào em quen rồi. Xong rồi cái nó thủng bình xăng, em lười đi hàng quá. Gỡ ra đại bán cho các bác đại. Có cái chụp này luôn nha. Nổ bình thường luôn đó. Về hàn lại cái đáy bình xăng này tí nè. Con này 2 triệu nha. 180 này 6-7 ngựa gì đó. Kubota này không có chụp dịch nha. Bao hơi lửa luôn. Kubota này 800 luôn nha. 800 thằng này luôn. Kubota 6-7 ngựa gì á. Thằng này xác nha. Xác là 1 thôi khỏi đi. Con này chụp lại đi. Chẳng nhớ lên khỏi nhớ. Hai cái ông nội này, ông nội này thì nổ bình thường nha. Kawasaki này không biết bao nhiêu ngựa, chắc 7-8 ngựa gì nè. Ai lo xin ai qua đó. Cái tem nó ở đâu mất tiêu rồi.
Con này 8.5 ngựa nha các bác ơi. Con này chịu lưỡi giúp em nha. Bao hơi lửa. Tại hôm bữa em chặt trên dàn xịt xuống bao hơi bao lửa. Chịu lưỡi giúp em nha. Thằng này cũng giống vậy luôn. Mà nó không có chụp dịch nha. 1 triệu nha. Xấu hơn thằng ông nội kia không có chụp dịch 1 triệu cũng giống y vậy luôn. Cũng cùng tháo ở trên một con máy như vậy luôn. 1 triệu thôi 800 cho lẹ các bác ơi, 800 nha. Bao hơi bao lửa luôn, 800 cho lẹ. Đó, còn liền đồ chỉ thiếu có chụp dịch thôi. Cái này 300 nha các bác ơi, cái bình xịt nè. Cái bình xăng nó vẫn còn nè. Nói chung là dục tùm lum cái nắp này không còn nè. Nói chung là 300 không có bể đâu nha. Các bác về thay bình xăng hay làm gì đó tùy các bác nha, có 300 ngàn thôi. Con này có dịch trợ lực luôn. Đây này, cái dịch nó đằng trước á. Không có bể đâu hết nha, cái bình xịt nha, 300 ngàn quá rẻ luôn rồi. Lỗ sạch máu luôn. Còn cái gì nữa ta? Đây có cuộn dây 21 nè, bác nào kết để cho chịu rưỡi luôn thôi. Bao rẻ luôn, dây đẹp luôn á. Đó, về làm 100m dây đầu chạy thôi. Cuộn này nó dài 100-130m thì không biết đâu nha. Nó mão bán đại cho các bác thôi cho nó dễ. Đây có cái đục nè, 1 triệu nha. Cả lưỡi luôn. Cái này thì bao hơi bao lửa luôn nha. Cái đục này có lưỡi luôn nè. Đó, 1 triệu. Rồi còn cái đống lưới cắt cỏ này 10.000 cái nè. Bán phát một hết luôn nha các bác ơi. 20-30 lưỡi gì á. Bữa là máy cắt cỏ dục đại đó. 10.000 cái đếm xô giúp em nha. Em cũng chả biết bao nhiêu cái đâu. 10.000 cái. Về cắt cái gì cắt. Bao cắt luôn chắc chừng 17-20 lưỡi à. Chả có nhiều đâu. Tổng đại cho nó xong luôn. Rồi em có 3 con motor nè. Bán chắc có 1 triệu rưỡi luôn. Chặt dàn xịt ra nó dư ra nè. Mưa mất tiêu rồi. Một con một ngựa nè. Ba pha nhá, một ngựa này, hai ngựa, một ngựa nè. À, con trong là hai ngựa nha các bác. Cái này hàng là chưa có thử đâu. Đó còn quay bình thường nè, con này thì cứng nè. Cứng chắc nó cứng bạc đạn thôi chứ không có gì hết đó. Ba con 1 triệu rưỡi giúp em nha. Thích sống thì cộng thêm cho em 200 ngàn bao sống ba con nha. Con này đập cái là bạc đạn nó sẽ quay được thôi. Vậy đi cho nó lẹ ha. Đây nè, đây là cái lọc gió của cái con tỷ này nè. Đó. Rồi hôm nay em làm mớ này tống nó đi trước cho nó gọn đó. À đây em có cái hút bụi nè, 400 ngàn nha. UV nè, về các bác tự xử nha. 400 nha. Nó đang hoạt động bình thường nha, không có vòi thôi. Đó. Rồi hôm nay em chơi trước mớ này đi, hôm sau là em lại đẩy tiếp cho các bác nha. Rồi chào các bác, hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo của em.